À, mến chào chú anh chị và các bạn, rất là vui khi cả nhà tiếp tục quay lại đồng hành với kênh Nắng Tây Ninh. Hiện tại Hoàng đang có mặt tại tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Clip mới hôm nay Hoàng đến đây để chia sẻ cho mọi người về cái không khí nhộn nhịp trước ngày mừng đại lễ Đức Chí Tôn. Thì hôm nay là ngày mùng 7 Tết rồi cả nhà. Ngày mai là ngày mùng 8 là ngày chánh lễ. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi xung quanh đây để chia sẻ cho mọi người về những cái không khí nhộn nhịp của các ông bà cô chú ở đây chân triển lãm như thế nào nha. Thì theo những thông tin mà Hoàng được biết, năm nay gồm có 32 gian hàng chân triển lãm. Xung quanh đây là cái nhà khán đài Tây, khán đài Đông. Hiện tại thì mình nhìn sơ thì thấy công tác chuẩn bị của các cô chú ở đây gần như đã hoàn thành rồi cả nhà. Những cái gian hàng triển lãm còn những cái khâu chuẩn bị cuối cùng nữa là rồi. Vì sáng ngày mai khoảng 7 giờ là sẽ chính thức cắt băng khánh thành để chào mừng ngày đại lễ Đức Chí Tôn năm 2023. Những cái gian hàng ở đây là làm gần xong rồi cả nhà. Buổi chiều hôm nay thì mình nhận thấy có rất là nhiều cô chú anh chị đến đây để tham quan. Thì ở đây chính là Tây Khán Đài. Hiện tại ngay chỗ Tây Khán Đài này mình thấy có rất là nhiều bà con ở đây tham quan du lịch, rồi dân võng nghỉ ngơi đây nè cả nhà. Còn ở đây là những cái gian hàng triển lãm, các ông bà cô chú ở đây đang dần dần hoàn thiện những khâu cuối cùng. Rất là nhộn nhịp luôn cả nhà. Năm nay thì gồm có 32 gian hàng, trưng rất là đẹp luôn nha. Thì ngày mai khi mà cắt băng khánh thành để mà chào mừng ngày đại lễ Đức Chí Tôn vừa xong á, thì Hoàng sẽ tiếp tục ghi hình để chia sẻ cho mọi người xem những cái gian hàng triển lãm năm nay là trưng như thế nào. Ngay chỗ này là phía trước đền thánh, biểu tượng Thái tử Tất Đạt Đa. Phía sau là ngài Sa Nạc. Năm nay thì Hoàng nghe nói các cô chú nghệ nhân ở đây trưng triển lãm rất là đẹp luôn. Ui quá chừng đẹp luôn cả nhà. Ngay chỗ cái gian hàng bông hoa trái cây nè. Còn ở đây là bên Đông Khán Đài, cả nhà nhìn xem cũng có rất là nhiều du khách đến đây để trải chiếu rồi ăn uống nghỉ ngơi ở đây nè. Đây là các cô chú ở dân lục tỉnh đi tham quan du lịch rồi nghỉ ngơi ở đây. Tiếp theo đây là những cái gian hàng của các họ đạo.
Thì hiện tại buổi chiều hôm nay Hoàng nhận thấy không khí tưng bừng nô nức. Bà con hôm nay đến đây đi tham quan núi Bà Đen, rồi núi Cậu, rồi về ghé ở đây. Ở đây thì cả nhà cũng nhìn thấy bà con đến đây để xem khỉ, rồi cho khỉ ăn ở trong rừng thiên nhiên này nè. Trong đây có rất là nhiều khỉ luôn cả nhà. Ok, thì clip hôm nay có lẽ là Hoàng sẽ kết thúc đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip ngày mai. Hoàng sẽ chia sẻ cho mọi người xem những cái gian hàng triển lãm của tất cả các họ đạo, 32 gian hàng hôm nay, năm nay là mọi người trưng triển lãm như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Bye bye cả nhà.